Máy tính 116.com xin chào tất cả mọi người. Và xin chào các anh em trên mọi miền tổ quốc đã ghé kênh YouTube Laptop 116. Hôm nay các bạn cùng xem video hướng dẫn cách thay màn hình laptop bị hỏng hoặc rơi vỡ bật không lên màn hình bị tối đen. Các bạn đang xem video này, hãy bấm nút đăng ký dưới kênh để tự động nhận video mới hàng ngày nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu với một chiếc laptop bị hỏng màn hình và quy trình tháo lắp sửa chữa nào. Hôm nay chúng ta làm việc trên laptop Asus 54X. Bước 1. Các bạn tháo pin ra khỏi máy laptop, sau đó tháo ốc phía dưới nẹp màn hình. Khi đã tháo hai con ốc vít nẹp màn hình, chúng ta bắt đầu gỡ nẹp viền ngoài của màn hình ra để tiến hành thay màn hình laptop. Bây giờ chúng ta tiếp tục tháo các ốc vít giữ màn hình phía trong ra để tiến hành thay màn hình mới. Các con ốc đã được tháo, chúng ta lấy màn hình cũ bị hỏng ra. Các bạn lưu ý thật nhẹ nhàng, để tránh bị đứt cắp màn hình phía sau. Chúng ta đã thực hiện xong bước 1 tháo bỏ màn hình bị hỏng. Bước 2. Chúng ta lắp màn hình mới vào. Các bạn cắm lại cáp kết nối thật cẩn thận. Nếu các bạn cắm lỏng hoặc lệch sẽ làm chập cháy chết panel bo mạch LED trên màn hình mới nhé. Mời các bạn theo dõi tiếp video lắp màn hình mới cho laptop.
Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc lắp màn hình mới. Chúng ta chưa lắp nẹp ngoài vào ngay. Các bạn cần cấp nguồn bật máy laptop lên. Để xem thành quả nếu dòng chữ loading xuất hiện là ok. Bước 3. Chúng ta tiến hành lắp lại nẹp màn hình phía ngoài và bắt đầu hưởng thành quả vừa thực hiện. Việc thay màn hình laptop Asus bị hỏng đã xong. Laptop 116 cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký dưới kênh và chia sẻ video lên Facebook để mọi người cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Mọi vấn đề thắc mắc các bạn để lại lời nhắn comment phía dưới video hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0949577568. Mr. Thái, laptop 116. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.